Đứng im, giơ tay lên, không tôi bắn, tôi có súng đấy. Cô nghĩ là tôi tin? Cô nghĩ thằng này sợ sao? Tôi lên cò rồi đấy, đừng có thách tôi. Cô ơi, cô bình tĩnh đi, tôi không có ý đó đâu. Cô hãy tha cho tôi với. Đâu có dễ dàng tha cho một tên trộm như anh. Thế bây giờ tôi cần phải làm gì thì cô mới tha cho tôi? Cởi hết quần áo ra và lên giường. Cấm quay lưng lại. Nhưng mà tại sao lại phải cởi đồ? Đừng nói nhiều. Tôi bảo anh cởi là anh cởi. Mẹ kiếp, hôm nay bước chân nào ra đường không biết. Tưởng vơ vét ít của cải, của thì chả thấy đâu, chí thế của đâu. Đàn bà con gái gì kinh chết đi. Anh đang nghĩ gì đấy? Tôi có nghĩ gì đâu. Mà kỹ năng của anh điêu luyện thật đấy. Lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã thấy hợp gu rồi. Cô nói thế ý là như nào đấy? Sao tên kia lại đứng rình mò gì ở cửa nhà mình thế nhỉ? Tên này trông đẹp trai phết. Đứng rình ở đây chắc là thích mình, định tán mình chăng? Hình xăm này, thì ra anh ta chính là tên trộm hôm trước rình ở cửa nhà mình. Hóa ra không phải tán mình mà định trộm cắp à? Tự dẫn xác đến đây thì mình phải tranh thủ chơi lại mới được. Anh chỉ cần biết thế là được. Mà tôi nói thật nhé, anh đi ăn trộm cắp làm gì? Về ở với tôi, tôi sẽ bao nuôi anh và cho anh một cuộc sống sung sướng. Chồng tôi mất rồi, tôi buồn lắm. Nếu mà anh chiều được tôi ấy, tôi không tiếc anh điều gì đâu. Ôi, thôi. Tôi không có nhu cầu phục vụ cô mấy cái đấy, cô hiểu chưa? Tôi cần tiền thật, nhưng mà tôi sẽ không làm những điều cô nói đâu. Phục vụ cô ấy có mệt hơn cái đi ăn trộm, đúng của nợ. Đứng lại! Anh đi đâu đây? Tôi nói cho anh biết, tôi có đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của anh rồi. Nếu anh không nghe lời tôi sẽ nộp hết lên cho công an. Tới lúc đó, anh đi tù mọt công. Anh chọn đi, muốn sung sướng hay là muốn đi tù? Con danh, dám uy hiếp mình. Nhưng dù sao mình đang cần tiền. Thôi thì đành nghe theo lời nó vậy. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà này, cô vừa phải thôi đấy. Tôi là con người chứ không phải cái máy đâu mà hùng hục như bạn nãy được. Có thế chứ. Chị Trang, đây là ai? Đây là người yêu chị, anh Long. Giới thiệu với anh Long, đây là Linh, em chồng em. Chị trơ trẽn thật đấy. Anh trai tôi vừa mới mất chưa được bao lâu mà chị đã dám dẫn trai về nhà rồi à? Có cái gì mà trơ trẽn? Anh trai cô mất rồi, tôi cũng phải tìm hạnh phúc mới của mình chứ. Vô liêm sỉ. Này, sao cô bảo cô sống đây một mình? Tại sao lại có cả cô nào đi vào lúc này? Nó là em chồng tôi, nhà có mỗi hai anh em thôi. Anh trai nó chết rồi thì nó phải ở với tôi chứ. Trông thái độ của hai người có vẻ không ưa nhau lắm, thế mà vẫn sống với nhau à? Anh trai nó trước khi chết có viết di chúc để lại nửa tài sản cho nó.
Vì nhà có hai anh em thôi. Tôi mà không vì lấy lại số tài sản đấy ấy, thì tôi đã tống cổ nó ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi. Cô... Đúng rồi, nhà em độc thật đấy. Tôi muốn anh giúp tôi chuyện này. Chỉ cần anh tìm cơ hội lấy lại tờ di chúc từ tay cái Linh cho tôi. Này, đừng bao giờ lôi tôi vào trong câu chuyện này nhá. Cô muốn ấy, cô tự đi mà làm, lôi tôi vào làm cái gì? Con này nó danh ma lắm. Đi đâu nó cũng khóa phòng cẩn thận. Tôi không có cơ hội để tiếp cận. Nếu vụ này thành công ấy, tôi sẽ không để anh thiệt đâu. Còn nếu anh không làm theo lời tôi ấy, thì anh biết hậu quả rồi đấy. Sao? Sao trông cái ví này quen thế nhở? Chị tha cho em với. Em vì em đường cùng thế cho nên em phải đi cướp như thế thôi. Chị tha mạng cho em với. Chị... Cầm lấy mà đem đi khám đi. Với cả kiếm việc gì tử tế mà làm. Đừng có đi ăn cướp như này nữa. Đúng rồi, đây chính là cái ví mà mình đã lấy của cô ấy. Chết rồi. Chẳng lẽ nào mình lại đi hại ân nhân của mình à? Anh dám bảo trong phòng con chụp đó à? Không phải. Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi cái gì mà tôi? Bằng chứng rõ ràng rành tôi thấy rồi. Anh còn định chối cãi nữa? Khoan đã. Chị có nhận ra tôi không? Anh là ai? Một năm trước, có phải là chị đã bị giật mất cái ví? Tôi chính là thằng trộm đã lấy cái ví đấy của chị đấy. Ngày hôm đấy, không những chị tha cho tôi, chị còn cho tôi thêm tiền. Chị nhớ ra chưa? Tôi nhận ra anh rồi. Ngày đó, tôi đã khuyên anh là đừng có đi làm cái trò ăn trộm ăn cướp này nữa. Vậy mà anh vẫn ngựa quen đường cũ à? Đúng. Việc này là do tôi sai. Tôi đường cùng bất đắc dĩ. Tôi cần tiền quá, thế cho nên tôi mới làm như vậy. Thực ra là tôi đã từng vào nhà chị để ăn trộm đồ. Nhưng sau đấy bị chị dâu của chị phát hiện ra. Chị ta đe dọa, uy hiếp tôi, bắt tôi phải sống ở đây phục vụ cho chị ta. Với lại chị ta đã sai tôi là phải lấy được tờ di chúc của anh trai cô. Chị ta muốn chiếm đoạt tài sản của chị đấy. Không ngờ chị ta lại thâm độc tham lam như thế đấy. Tôi xin lỗi. Vì tôi cần tiền quá, thế cho nên tôi mới nhận lời. Nhưng mà hôm nay tôi đã nhận ra chị chính là ân nhân của tôi. Tôi sai rồi, chị cho tôi xin lỗi nhé. Vậy anh có đồng ý giúp tôi không? Tôi đã lấy được bản di chúc của Linh cho cô rồi đây. Anh làm tốt lắm. Có được tờ giấy này, nó đừng hòng lấy của tôi một xu nào. Hóa ra bấy lâu nay
chị đã luôn có âm mưu chiếm đoạt tài sản mà anh trai tôi để lại cho tôi. Nếu cô đã biết rồi đấy, thì tôi cũng nói luôn. Trong tay tôi là bản di chúc của anh trai cô. Cô đừng hòng lấy của tôi một xin nào. Chị có chắc tờ di chúc chị đang cầm là của anh trai tôi không? Cô nói thế là sao? Tờ di chúc trong tay chị chỉ là một tờ giấy vụn thôi. Còn di chúc thật ở đây này. Anh Long, chuyện này là thế nào? Có sao nữa. Linh nói đúng rồi đấy. Đây chính là kế hoạch mà chúng tôi đã bày ra để có thể thấy được bộ mặt thật của cô đấy. Cô đừng hòng có thể chiếm đoạt tài sản của Linh, cô hiểu chưa? Lũ chúng mày, chúng mày dám lừa tao à? Được, tao sẽ tung hết bằng chứng mày trộm cắp tài sản. Tới lúc đó mày đừng hòng chối tội. Tôi nói luôn này, cô không cần phải sợ. Tôi không sợ đâu. Toàn bộ những việc tôi đã làm, tôi sẽ đi đầu thú với công an. Cô Linh, cảm ơn cô. Nhờ có cô mà tôi mới nhận ra những điều sai trái tôi làm. Toàn bộ mọi việc tôi đã làm, tôi sẽ chịu trước pháp luật. Cuộc đời này có nhân có quả cả đấy. Chị sẽ phải trả giá cho sự tham lam và độc ác của mình. Tôi đã có tất cả mọi bằng chứng chứng minh chị âm mưu chiếm đoạt tài sản. Chị chờ mà đối diện với pháp luật đi.